Nếu Phật giáo đồ không chỉ giới, tức là mạt pháp. Vạn Phật Thành ngày 10 tháng 6 năm 1983. Câu đối liễm ngày hôm nay là Phật giáo đồ nhược bất chỉ giới, tức mạt pháp. Nghĩa là nếu tín đồ Phật giáo không chỉ giới thì tức là mạt pháp. Phật giáo đồ có nghĩa là tăng sĩ hay người xuất gia. Phật giảng pháp, tăng theo pháp tu hành rồi truyền cho người khác. Tăng nhất định phải chỉ giới, không chỉ giới thì đó là mạt pháp. Nên nói, nếu Phật giáo đồ không chỉ giới tức là mạt pháp. Thế mình tùy tiện nói láo, sát sinh, làm chuyện tà dâm, trộm cắp, uống rượu tức là phạm vào năm giới căn bản, tức là mạt pháp. Dù Phật pháp trụ thế mà mình không trì giới thì ngay chính bản thân mình đây đã tạo nên mạt pháp. Pháp nhờ vào tăng mà truyền đạt, song phải cần lấy giới làm gốc. Giới là nền tảng để thành Phật. Nền tảng này cũng giống như cái móng khi xây nhà. Bây giờ mình xây móng để dựng nhà Phật pháp thì chắc chắn phải lấy trì giới làm bước khởi đầu. Các vị phải đặc biệt chú ý, đừng nên sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu. Không phải là mình không muốn làm mà vì bản tính mình không làm. Chẳng phải là do người ta ép buộc mình mới không làm, mà vì trong thâm tâm mình luôn luôn Phật thà tự ý nghiêm trì năm giới căn bản. Làm người cần phải hiếu thảo với cha mẹ. Vạn Phật Thành ngày 16 tháng 9 năm 1983. Con người và thú vật khác nhau ở điểm là con người có trí huệ, biết hiếu thảo, biết giữ tục lệ nề nếp, biết quý trọng lễ nghĩa, không hiểu quy củ, không biết hiếu thảo với cha mẹ, không hết lòng trung thành với tổ quốc, không biết những điều kiện căn bản làm người, thì mình với ngựa, dê, trâu bò có khác gì. Nên mình phải chú ý, nhất là học sinh trong thời đại này càng phải chú ý hơn nữa. Hiếu thảo với cha mẹ là biết vâng lời cha mẹ và làm cho cha mẹ được vui vẻ, tinh thần được an ổn, chứ không phải là nuôi dưỡng cha mẹ, cho cha mẹ áo quần đẹp để mặc, rồi cho là hết lòng hiếu thảo rồi. Không phải như vậy. Thế nào là trọn vẹn chữ hiếu? Đầu tiên mình phải biết nghe lời dạy dỗ của cha mẹ, không chống đối, không làm ngược lại lời cha mẹ, phải hết sức cung kính nghe theo lời cha mẹ dạy. Lúc đối đáp với cha mẹ thì phải hết sức hòa nhan duyệt sắc, nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn. Cha mẹ sai bảo điều gì thì phải làm ngay, không được lười biếng hoặc tỏ thái độ không vui, không thích. Nếu mình có điều gì sai lầm bị cha mẹ dày la thì phải hết sức vui vẻ mà tiếp nhận, không được có thái độ cứng đầu, không chịu lãnh hội lời chỉ bảo. Trong thiên hạ ai ai cũng muốn con cái trở nên người tốt nên mới dạy dỗ một cách nghiêm khắc. Trong Tam Tự Kinh có câu, tử bất giáo phụ chi quá, giáo bất nghiêm sư chi đọa. Nghĩa là không dạy dỗ con cái là lỗi của cha, dạy mà không nghiêm khắc là lỗi của thầy. Người xưa cũng dạy rằng bổng hạ xuất hiếu tử, nghĩa là dưới lằn roi vọt mới đào tạo được người con hiếu thảo. Đó là quan niệm thời xưa, hiện tại có nhiều chỗ không hợp thời, nhất là ở nước Mỹ này. Người Tây Phương chưa hề nghe qua, bởi vì ở Mỹ người ta nói giáo dục là phải thân ái, không được đánh đập con cái, phải để cho con cái tự do phát triển. Nói tóm lại, nếu quá nghiêm khắc thì cũng không tốt, mà quá phóng túng, tùy tiện thì cũng không tốt. Mình phải giữ trung dung thì mới hợp lý. Người Trung Hoa vốn chú trọng về đạo hiếu. Ông Tăng Sâm, một đệ tử của Đức Khổng Tử, có nói rằng, phụ mẫu tại bất viễn du, du tất hữu phương. Nghĩa là, khi cha mẹ còn thì mình không nên đi xa, nếu đi thì phải có nơi, có chỗ. Đại ý là cha mẹ còn sống thì con cái không nên tìm cách đi chỗ này, chỗ nọ. Nếu có chuyện gì cần thiết phải đi đến những nơi xa xôi thì phải cho cha mẹ biết địa chỉ chính xác thì cha mẹ khỏi lo nghĩ. Làm cho cha mẹ lo nghĩ là không hiếu thảo. Cho nên tục ngữ có câu, nhi hành thiên lý mẫu đảm ưu. Nghĩa là con đi ngàn dặm, ở nhà mẹ lo âu. Đó là hình dung lòng mẹ rất quan tâm đến con cái vậy. Phiền não, ít tư dục. Vạn Phật Thành ngày 24 tháng 6 năm 1983. Người tu đạo sợ nhất là có phiền não, cho nên nói rằng, phiền não vô tận thể nguyện đoạn.
đoạn phiền não là việc rất khẩn cấp. Chuyện gì tới mà mình không sinh phiền não thì đó là có định lực. Không sinh phiền não tức là không có tư dục. Tư dục là gốc sinh phiền não, sinh ra đủ thứ ngu si và do đó sinh ra đủ thứ bệnh tật. Không phiền não chẳng phải là vì không ai làm phiền nên mình không có phiền não, mà là có người tới nhiễu loạn, phiền hà, trở ngại, đánh mắng chửi bới nhưng mình không sinh phiền não. Đó mới thật là có định lực vậy. Nhân địa bất chân quả thọ khổ. Vạn Phật Thành ngày 8 tháng 7 năm 1983. Câu nhân địa bất chân quả thọ khổ này rất có ý nghĩa, bởi vì bất luận chuyện gì mình làm hãy làm chân thật. Nếu không chân thật, chuyên dùng thủ đoạn mánh khóe lừa bịp kẻ khác thì cũng như bịt tai mà ăn cắp chuông, tựa mình lừa mình thôi. Bất luận là người xuất gia tỳ kheo ni hay tại gia ưu bà tắc ưu bà di hoặc lạt ma, bất luận làm gì nếu có tâm lừa người thì tương lai nhất định sẽ rớt xuống địa ngục. Ở đời mà không chân thật thì sẽ chiêu cảm quả báo quanh co rắc rối, tương lai sẽ chịu đủ điều khổ. Ở Vạn Phật Thành, trong mọi thời khắc mình phải chú ý đến nhân quả, đừng làm điều sai trái với luật nhân quả. Nếu mình biết rõ luật lệ mà còn cố phạm thì nhất định sẽ thọ lãnh quả báo rất nghiêm trọng. Cho nên các vị phải để ý, đừng làm chuyện sai trái với nhân quả. Khi phát nguyện cần phải thành tâm. Kẻ xuất gia tu đạo cần phải phát nguyện. Phát nguyện là để tinh tấn tu hành. Phát nguyện là để cảnh giác chính mình, sửa đổi điều ác là làm điều thiện. Tu đạo mà không phát nguyện thì cũng như là hoa nở mà không kết trái vậy. Đó là điều không thể được. Nếu đã phát nguyện rồi, tốt nhất cần phải hàng ngày lặp lại, nói qua một lần nữa. Bởi vì ôn cố nhi tri tân, phải nhớ được nguyện mình từng phát là nguyện gì, mình cần phải làm điều gì, thì lúc đó nguyện mình đã phát mới không phải là lời hứa suông. Mình mới không tự lừa mình mà dối người, đồng thời không phải phát nguyện rồi quên mất đi. Chư Phật và Bồ Tát trong quá khứ do chân thật phát nguyện nên các ngài mới chứng được chánh đẳng chánh giác. Chư Phật và Bồ Tát tương lai cũng do phát nguyện mà đắc được chánh đẳng chánh giác. Phật là bậc đại trí huệ, chúng ta là kẻ đại ngu si nên cần phải học đại trí huệ của Phật. Chúng ta phải lấy tâm Phật làm tâm mình, lấy nguyện của Phật làm nguyện của mình, lúc nào cũng học bốn tâm vô lượng, từ, bi, hỷ, xả, và lúc nào cũng tu trì hạnh nhẫn nại những điều khó nhẫn nại, làm những việc người khác khó làm nổi. Mọi việc mình làm đều phải chân thật thì mới tương ưng với đạo được. Vì vậy, phát nguyện cần phải thành tâm, thành ý, không thể có hành vi dối trá hoặc tham cầu hư danh được. Đó là điểm mà tôi hy vọng các vị chú ý. Phật A-di-đà do phát 48 đại nguyện nên mới thành tựu được thế giới cực lạc và nhiếp thọ được tất cả chúng sinh ly khổ đắc lạc, liễu sinh thoát tử. Chúng ta cần phải y theo Ngài và chư Phật cùng Bồ Tát trong quá khứ mà mau mau phát nguyện. Có phát nguyện thì mới có thể thành được Phật quả. Nếu như mình có lỗi lầm thì phải thật lòng cải hóa đi, đừng nên che đậy hoặc tô điểm thêm những lỗi lầm xấu xa của mình. Phải hết sức thẳng thắn sám hối trước đại chúng. Nếu ngược lại thì chỉ thêm tội lỗi. Mình chạy theo tập khí lỗi lầm, tức là bội giác hợp trần. Hễ có thể sửa đổi lỗi lầm, hướng về điều thiện, thì đó là bội trần hợp giác. Phát nguyện là để ngăn ngừa tội lỗi, sám hối là để tiêu trừ tội lỗi. Cho nên nói, di thiên đại tội, nhất sám tiền tiêu, nghĩa là tội lỗi đầy trời, sám hối liền sạch. Do đó, bắt đầu từ đây về sau, mình làm con người mới. Cổ đức dạy rằng, tùng tiền trùng trùng, tỷ như tạc nhật tử, dĩ hậu trùng trùng, tỷ như kim nhật sinh. Nghĩa là, đủ thứ tội lỗi từ trước cũng giống như ngày hôm qua đã chết rồi, từ đây về sau mọi việc mình làm kể như một cuộc đời mới. Phát nguyện và sám hối, tuy hai danh từ khác nhau nhưng đại ý không có gì khác biệt, đại đồng tiểu dị mà thôi. Nếu có thể sửa đổi được những thói quen xấu xa, tức là dũng mãnh cải hóa, dũng mãnh chấp nhận sai lầm, dũng mãnh đối đầu với thực tại, lúc đó mới vượt qua được thử thách, không bị cảnh giới làm cho lay chuyển. Đừng nên có ngã kiến quá sâu dày, đừng nên có ngã tướng quá nặng nề. Phải hiểu rằng chúng ta đều có giác tánh viên minh, hết sức quang minh lỗi lạc, tròn đầy sáng lạng. Mọi tập khí, tội lỗi ở trong đó đều chẳng có thể tồn tại được.